Ồ ơi, còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như còn đứng dây, đường đứng dây còn sậy còn nồi. Cha mẹ mất rồi con phải mồ côi, mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm không ai. Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai Hồng Loan là một cô gái rất là cọc, nóng và thẳng tính. Cô này không hề đóng cái vai hiền lành, ngoan ngoãn hay tỏ ra đáng thương để mà người khác bảo vệ mình, mà chính cái sự chân thật, cái lương thiện nó từ bên trong á, nó mới làm cho những người mà có cái sự trải đời và kinh nghiệm thương trường dày dặn như là chị Ni, người ta cảm kích, người ta thương và người ta giúp một cách vô điều kiện như vậy. Thì cái cô gái này á giống như là bước ra từ một cái thời hồng hoang nguyên thủy nào á. Mọi cái sự mưu mô xảo quyệt của xã hội phát triển nó không có dính trên người của cô ta, sống rất là thật. Mình nhắc lại là cô gái này không hề hiền nha, cô ta lương thiện. Loan được một cái là sống rất là thật, mà cái thật đó của cô ta mới làm cho những cái người xung quanh thương cô ta. Và cái những cái người mà gọi là nhân danh là ruột thịt của cha cô ta đó thì tìm mọi cách để chứng minh cô này là một đứa con nuôi, một đứa con tham lam bất hiếu, để tước đoạt cái quyền thừa kế hợp pháp. Cái điều mà người ta cảm thấy được ở Hồng Loan là cô ta có một cái sự lương thiện từ trong cốt lõi, mặc dù là chỉ học tới lớp 6 thôi, không có được một cái nền tảng giáo dục học thức bài bản, ra đời rất là sớm nữa. Nhưng mà ở cô gái này lại có được những cái điểm mà những người mà ăn học rất cao, có rất nhiều cái thành tựu địa vị trong xã hội, nhiều khi họ lại quên mất á, đó là cái sự chân thật, cái lòng thành. Tại vì xã hội này mọi người đã quen với cái nền nếp là cái gì cũng phải lễ nghĩa nè, phải biết thể hiện thành ý nè. Thành ra chúng ta sẽ sống với nhau bằng rất nhiều cái mặt nạ và rất nhiều cái giao diện được Photoshop lên, và chúng ta không biết đâu là cái chân tâm của con người. Bằng cấp, khoa cử, địa vị, nó không phản ánh được cái giá trị vĩnh hằng của con người trong bộ ba chân thiện nhẫn. Cái chân là cái rất là khó để giữ, giống như là một cái giọt sương hay là một cái mầm non mà nó đi vào cái thùng thuốc nhuộm của xã hội á, nó sẽ biến chất. Thì Loan lại giữ được, tôi tin chắc là cái lý do mà để khiến cho Loan được biết bao nhiêu con người yêu thương, bảo vệ một cách vô điều kiện như vậy á, một phần là cô ta hưởng cái đức của cha mình, một phần cái sự kiện tai tiếng này nó gắn với một cái nhân vật quá nổi tiếng là cha của cô ta, là ông Hoàng Cải Lương. Nhưng cái mà để cho cô ta khiến cho mọi người thương và quan tâm giống như là người nhà là từ chính cái cách sống rất là thật, rất là chân thành mà ở cô gái này á,
có rất là nhiều cái cô ta không nói mà khi chúng ta biết rồi chúng ta lại càng cảm phục hơn nữa. Lúc mà Loan mất cái điện thoại và trong cái điện thoại đó có lưu hàng trăm hàng ngàn bức ảnh và video ghi lại những ngày tháng mà Loan chăm sóc cha mình ở trong bệnh viện, vừa phải nuôi 5 đứa con rồi xách xe máy chạy đi chạy về để lo cho cha mình. Nhưng mà khi mà bị cái tập đoàn bên kia vu khống, Loan không một lần đính chính kể lể, không có đi nhai cái điệp khúc giống như cô cháu là con thương cậu. Và khi sau này chị Ni khôi phục lại được những cái video còn lưu lại thì chị Ni mới bất ngờ tá hỏa ra, nhưng mà Loan vẫn cương quyết là không đăng, vì Loan cho rằng là cái tình thương, cái sự hiếu thảo không phải là thứ để chứng minh, đó là chuyện riêng của mình và cha mình. Loan không thẹn với cha của mình và ai nói sai thì người đó sẽ lãnh nghiệp. Mượn người ta có một bộ đồ bộ thôi, người ta kể cả nước biết. Người ta cũng không nhớ được là Loan, chính Loan là người đã xin cho cô Sáu Phượng lúc mà không có nhà ở đó về ở lại, tại vì là cậu Năm đã rất là giận cái chuyện là lừa cậu Năm bán cái từ đường. Và nếu thật sự Hồng Loan là một người mà tham lam thì Loan mới là người yêu cầu cha mình viết di chúc và gài cha mình để mà có vi bằng, là cha ít ra để cha không làm di chúc thì Loan cũng sẽ nhờ nghệ sĩ nói vài câu là cho Loan cái này cái kia để ghi âm lại như cô cháu. Loan không làm điều đó. Cái điểm mà rất đáng tâm đắc ở cô gái này á, dù cho cô Sáu của mình, em của mình cấu kết với nhà báo bôi nhọ mình rất nhiều, nhưng mà trước khi vô dùng cái văn bản pháp lý thì Loan đã có một bức tâm thư để ngồi lại dàn xếp và cho người ta có cơ hội để quay đầu. Cái hành động này phải nói rằng là cả những người ăn học cao khi mà bị bức ép nhiều quá chưa chắc đã làm được. Nhưng mà ở Loan mình tin chắc một điều mà mình muốn khẳng định điều này để kết thúc cái podcast này. Có thể tất cả mọi người yêu thương Loan, căm ghét kẻ xấu thì sẽ mong là cô Sáu, Hồng Phượng và rất nhiều những người mà liên quan đến cái vụ kiện tai tiếng này sẽ phải trả giá, thậm chí là đi tù. Nhưng chỉ có Hồng Loan sẽ giữ một cái nỗi niềm sâu thẳm là mong họ đến tận cùng, Loan cũng sẽ mong là họ sẽ quay đầu để ngồi nói chuyện lại với nhau. Và chỉ cần họ dừng, chắc chắn Loan sẽ tha thứ. Cả một đời Loan đã nhìn thấy cha mình bảo bọc gia đình như thế nào rồi. Và một phần khác, chính con người Loan cũng là một người như vậy. Mình không ủng hộ cái sự dại dột hoặc là dung túng cho cái xấu, nhưng mà trong bất kỳ một tình huống nào, nếu không phải là câu chuyện của gia đình chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được những người trong cuộc thật sự họ nghĩ gì. Nhưng mà mình mong rằng là Loan bây giờ đã trở thành người công chúng và còn được săn đón hơn cả ngôi sao Hàng A nữa, thì cái sự sống đẹp đó nó không phải chỉ để có tác dụng cảm hóa những cái người sống ác đâu, mà ngay cả khi họ chấp mê bất ngộ thì cái điều đẹp đó sẽ lưu lại về sau, và nó làm cho những cái người thương Loan cảm kích, và nó còn là một cái bài học đẹp cho cộng đồng của chúng ta nữa, để nó nâng cái giá trị đạo đức xã hội lên. Ít nhất là chúng ta vẫn tin rằng trong cuộc đời này, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái tình người, cái sự bao dung. Bởi vì cái người ác thì không bao giờ mà họ sẽ khiến cho chúng ta cảm nhận là họ đáng thương đâu. Chừng nào mà tai họa ập tới, nghiệp nó quật không đường đỡ thì lúc đó mới ăn năn muộn màng. Thì mình vẫn luôn luôn ủng hộ rằng là chúng ta phải chừa đường cho người khác quay đầu. Còn họ có xứng đáng hay không không phải là vấn đề. Vấn đề rằng là chúng ta sống tốt là để xây dựng một cái môi trường, một cái bầu không khí hòa ái để mà nó còn lan tỏa cái giá trị tích cực đến những người xung quanh nữa.
bởi vì mình tin chắc rằng là đến thời điểm hiện tại thì không ai có thể hại được Loan nữa. Nhưng mà sau cái drama này, khi mà mọi thứ đã về đích rồi, người ta còn thương, còn nhắc và còn xem Loan là gia đình nữa hay không, chính là khi nào họ nhìn thấy, dù đang lúc gặp khó khăn, thiếu thốn, hay là khi đã đạt được tất cả những gì mà mình đã mất, mình giành lại được rồi đó, mà vẫn giữ được cái tâm thiện lương, cái sự chân thật, mộc mạc và cái sự bao dung, nhưng mà không hề tỏ vẻ cao thượng, không hề là ra vẻ thượng đẳng, một cái gì đó rất là tự nhiên, rất là chân phương, thì người ta mới thương Loan lâu dài được.